chiến sự khốc liệt, lính Ukraine được lệnh cầm cự đến cùng. Ukraine phản công, tuyên bố diệt nhóm lính đánh thuê tại Soleda. Nga điều công nghệ đặc biệt nhắm hệ thống hỏa lực Ukraine. Pháo phản lực Ukraine nhận mưa đá từ Moscow. Kiev đề xuất hòa bình, Điện Kremlin lập tức bác bỏ. Đức quyết không giao xe tăng hiện đại cho Ukraine bất chấp áp lực từ đồng minh. Diễn biến khác, tàu Nga bí mật cập cảng căn cứ hải quân lớn nhất Nam Phi khiến Mỹ lo lắng. Mỹ ồ ạt điều xe tăng tới sát sườn Nga. Mỹ-Nhật tăng cường hợp tác an ninh quân sự. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế tối ngày 13 tháng 1 của TPGen nâng tầm kiến thức. Vừa rồi là điểm những tin tức sẽ có trong ngày hôm nay và ngay bây giờ hãy cùng Hồng Hạnh đến với những nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trào lửa miền đông Ukraine có lẽ đang là điểm nóng nhất thế giới với giao tranh và đổ máu từng giờ. Mới đây nhất, binh sĩ bên phía Ukraine đã hé lộ tình cảnh nguy cấp mà họ đang phải gánh chịu, đặc biệt là những mệnh lệnh từ cấp trên. Binh sĩ Ukraine ở thành phố Soleda thuộc tỉnh Donetsk nói rằng họ được lệnh cầm cự tới cùng và bị bỏ rơi trong tình cảnh dần cạn lương thực. Chúng tôi đã tìm cách rút lui, nhưng lực lượng Nga đã xuất hiện ở hướng đó. Nếu không có lệnh rút hôm nay thì rất có thể chúng tôi sẽ không còn kịp rời đi nữa. Một binh sĩ Ukraine tham gia phòng thủ tại thành phố Soleda, tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine vào ngày 12 tháng 1, tức là hôm qua, đã nói với CNN như vậy. Chúng tôi được thông báo rằng sẽ rút quân, nhưng giờ chúng tôi bị bỏ rơi. Binh sĩ giấu tên này cho biết các đơn vị phòng thủ ở Soleda đã hết lương thực, sắp hết nước, còn một cơ số đạn và có một số thương binh trong bối cảnh lực lượng Nga áp sát và liên tục tổ chức các cuộc tấn công vào thành phố. Đợt sơ tán cuối cùng đã diễn ra 3 ngày trước, binh sĩ Ukraine này nói. Còn chúng tôi được lệnh cầm cự tới cùng. Dựa trên những gì nghe được trên chiến trường, tôi cho rằng các đơn vị bạn xung quanh đã rút lui hoặc được lệnh rút lui, còn chúng tôi thì phải cố thủ. Chúng tôi sẽ bám trụ càng lâu càng tốt, tuy nhiên bất cứ ai cũng có thể mệt mỏi và đạt đến giới hạn cuối cùng. Không thể chỉ cầm cự bằng tinh thần trong thời gian quá dài được. Binh sĩ này cho biết, Ukraine hiện chưa bình luận về nhận định của binh sĩ này ở Soleda. Trong khi đó, khi chia sẻ với truyền thông thì Tổng thống Volodymyr Zelensky lại cho biết các lực lượng Ukraine đã gây tổn thất đáng kể cho quân đội Nga ở thành phố Soleda. Cùng với những tuyên bố của ông Zelensky, biên phòng Ukraine cũng cho biết họ đã pháo kích Soleda và tiêu diệt một nhóm lính đánh thuê Wagner tại thành phố này. Biên phòng quốc gia Ukraine cho biết lực lượng biên phòng cùng các binh sĩ quân đội đang bảo vệ thành phố Soleda vào ngày 12 tháng 1 thì bị một đơn vị của công ty an ninh tư nhân Nga Wagner tấn công. Họ dùng pháo 82mm để đáp trả, gây thương vong và buộc kẻ địch phải rút quân. Biên phòng quốc gia Ukraine không nêu cụ thể thương vong. Wagner, Bộ Quốc phòng Nga cũng chưa bình luận về thông tin này. Ở chiều ngược lại, truyền thông Nga đưa tin lục quân nước này dường như đã tìm ra cách định vị gần như chính xác hỏa lực của Ukraine trên tiền tuyến bằng điện thoại thông minh. Sputnik dẫn nguồn tin cho hay quân đội Nga được cho là đã tạo ra một phần mềm tùy chỉnh dành cho điện thoại thông minh và máy tính bảng, cho phép Moscow xác định tọa độ của pháo binh đối thủ dựa trên âm thanh mà chúng tạo ra. Chiến dịch quân sự đang diễn ra của Nga ở Ukraine đã chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt hệ thống hỏa lực như tổ hợp phóng rocket, lựu pháo và tên lửa khi giành giật các khu vực trên thực địa. Cả hai bên đều thực hiện chiến lược bắn rồi chạy, sử dụng các hệ thống hỏa lực di động di chuyển đến một vị trí để tấn công đối thủ, sau đó rút đi nhanh chóng để tránh bị phản pháo. Theo Sputnik, phần mềm mới của Nga liên quan đến việc sử dụng nhiều thiết bị, trong đó có các quân nhân ở cách tiền tuyến từ 3 đến 6 km sẽ ghi lại âm thanh khi đối thủ khai hỏa để phần mềm xác định vị trí của các tổ hợp pháo Ukraine. Nga sau đó dựa vào hệ thống vệ tinh, dữ liệu chính xác từ nguồn khác để tính toán tọa độ gần như chính xác của mục tiêu, tính cả đến yếu tố thời tiết. Đây là cách giúp Moscow tính toán vị trí gần như chính xác của hỏa lực đối phương. Theo Sputnik, chính các sĩ quan tham gia các hoạt động chiến đấu là người phát triển ra phần mềm này. Tuy nhiên, hiện chưa rõ việc sử dụng phần mềm trên điện thoại di động có gây ra rủi ro đối với chính binh sĩ Nga hay không. Bên cạnh đó, một đoạn video mới được công bố cho thấy hàng loạt khí tài của Ukraine đang hứng chịu những đợt tập kích và chịu sự tấn công tới tấp như vũ bão trên chiến trường. Ở thời điểm hiện tại của cuộc xung đột Nga và Ukraine, các khí tài hoạt động đơn độc trên chiến trường dễ trở thành mục tiêu tấn công của máy bay không người lái. Video được trang quân sự Veronica chia sẻ vào rạng sáng ngày 12 tháng 1 cho thấy UAV trinh sát Nga đã phát hiện pháo phản lực BM-21 Grass của Ukraine đang triển khai ở một khu vực chống trải thuộc tỉnh Kherson. Sau đó, một chiếc UAV cầm từ Lancet đã được Nga điều tới để tập kích. BM-21 Grass trong tiếng Nga nghĩa là mưa đá, là pháo phản lực đa nòng được Liên Xô thiết kế và đưa vào sử dụng từ năm 1963.
BM-21 bao gồm xe tải và bệ pháo, nặng 13,7 tấn, dài 7,35 mét, rộng 2,4 mét, cao 3,09 mét, với kíp chiến đấu có 6 người. BM-21 được sử dụng khung gầm xe tải là J-131, được trang bị một động cơ J-375 có sức kéo 180 mã lực. Nhờ vậy, vận tốc xe có thể đạt tới 75 km/h ở địa hình bằng phẳng và tầm hoạt động đạt 405 km. Thời gian để Kras di chuyển từ trạng thái hành quân sang chiến đấu sẽ mất gần 3 phút. Sau khi khai hỏa, kíp chiến đấu sẽ cần khoảng 2 phút để rời khỏi vị trí bắn. Khi mới được đưa vào biên chế quân đội Liên Xô, BM-21 sử dụng tên lửa 9M22U cỡ 122mm với trọng lượng 65kg và tầm bắn trong khoảng 1,6 đến 20km. Để tăng thêm hiệu quả chiến đấu, giới chuyên gia quân sự Liên Xô và Nga sau này đã chế tạo hơn 10 loại tên lửa khác nhau để BM-21 có thể tiến hành nhiều nhiệm vụ từ săn phẳng các công sự, trại lính của đối phương cho đến giải mìn chống tăng gây nhiễu sóng radio. Sau nhiều lần từ chối thiện chí đàm phán hòa bình từ Moscow và ngậm ngùi nhận trái đắng, thì mới đây nhất, chính phủ Ukraine lại quay xe theo đuổi kế hoạch tổ chức hội nghị hòa bình toàn cầu. Sự kiện dự kiến sẽ được tổ chức tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ vào ngày 24 tháng 2 tới đây, nghĩa là trong một năm kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ngay lập tức, đề xuất này bị phía Moscow thẳng thừng bác bỏ. Trả lời phỏng vấn hãng tin Anadolu, đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ Vasily Pornat cho biết, chính phủ Ukraine tiếp tục theo đuổi kế hoạch tổ chức hội nghị hòa bình toàn cầu. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba lần đầu tiên đề xuất sự kiện này là vào tháng trước. Ông cho biết Ukraine sẽ đề nghị Liên Hợp Quốc chủ trì hội nghị dựa trên công thức hòa bình gồm 10 điểm mà Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra. Đáp trả lại vấn đề này, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố việc Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ công thức hòa bình của Ukraine cũng không làm thay đổi lập trường của Moscow về vấn đề này. Sự ủng hộ của Thổ Nhĩ Kỳ đối với sáng kiến này cũng không thể thúc đẩy việc tìm kiếm phương án tối ưu cho việc hướng tới hòa bình ở Ukraine. Tôi không thấy có ý nghĩa trong việc đưa ra thêm bình luận về vấn đề này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói hôm 12 tháng 1 nhắc lại việc Nga từng từ chối công thức hòa bình do Ukraine đưa ra trước đây. Vẫn những diễn biến liên quan đến việc viện trợ của các nước phương Tây dành cho Kiev. Việc chính phủ Anh sắp cung cấp xe tăng chiến đấu hiện đại cho Ukraine đã khiến Thủ tướng Đức Olaf Scholz đau đầu. Song nhà lãnh đạo Đức dường như vẫn bình chân như vậy trong việc cung cấp xe tăng Leopard cho Ukraine. Người phát ngôn của Thủ tướng Đức, ông Stefan Habeck hôm 11 tháng 1 cho biết, kế hoạch của London cung cấp xe tăng Challenger 2 do Anh sản xuất cho Ukraine sẽ không làm thay đổi lập trường của chính phủ Đức, vốn từ trước đến nay luôn bác bỏ lời kêu gọi ngày càng tăng về việc Berlin giao xe tăng Leopard 2 mạnh mẽ của Đức cho Kiev. Tình hình hiện tại không có gì thay đổi như đã tuyên bố trước đó vào ngày 9 tháng 1. Chưa có bất kỳ yêu cầu chính thức nào của các nước đối tác về việc cùng cung cấp xe tăng Leopard cho quân đội Ukraine, ông Habeck nói. Tại một cuộc meeting bầu cử ở khu vực Berlin vào hôm 9 tháng 1, Thủ tướng Đức Scholz cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thảo luận về việc cung cấp vũ khí với Tổng thống Mỹ, nói rằng việc giao xe tăng cho Ukraine phải được thảo luận cùng với bạn bè và đồng minh và đặc biệt là với đối tác xuyên Đại Tây Dương, tức là với Mỹ. Phát ngôn viên của Thủ tướng Đức, ông Stefan Habeck nói rằng quyết định tuần trước của ông Scholz và ông Biden đã đánh dấu một bước mới về chất lượng trong việc hỗ trợ Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng các đồng minh sẽ phải xem xét những bước bổ sung nào có thể được thực hiện trong sự phối hợp quốc tế. Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nhiều lần phản đối việc gửi Leopard bằng cách nói rằng Đức không được hành động một mình trong việc gửi xe tăng phương Tây, một lập luận sẽ bị vô hiệu bởi động thái mới nhất của Anh. Cho đến nay, các quốc gia chỉ cung cấp xe tăng chiến đấu cũ thời Liên Xô cho Ukraine, nhưng kho dự trữ các phương tiện này cũng như đạn dược ngày càng cạn kiệt và nhận thức ngày càng tăng rằng Kiev cần hỗ trợ thêm trong bối cảnh lo ngại về một cuộc tấn công mới của Nga. Trong một diễn biến khác, tàu Nga bí mật cập cảng tại căn cứ hải quân lớn nhất của Nam Phi khiến Mỹ lo lắng. Điều này cũng cho thấy khó khăn đối với Mỹ và các đồng minh trong việc thực thi các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Tờ Wall Street Journal mới đây dẫn nguồn tin từ các nhân chứng và một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, một tàu buôn Nga mà chủ sở hữu bị cáo buộc chở vũ khí cho Điện Kremlin đã tắt bộ phát sóng trước khi bí mật cập cảng tại căn cứ hải quân lớn nhất của Nam Phi, nơi con tàu này bốc rỡ và lấy hàng hóa không xác định vào tháng trước. Nam Phi đã từ chối cho biết con tàu đang chờ gì hoặc những gì đã được đưa lên tàu tại căn cứ hải quân Simontown. Bộ trưởng Quốc phòng Nam Phi Thandi Modise ngày 11 tháng 1 đã phớt lờ những lo ngại của Mỹ và chỉ trích rằng Washington đã đe dọa châu Phi, không chỉ Nam Phi mà với bất cứ thứ gì họ cho là liên quan đến Nga. Chuyến thăm của con tàu Lady A thuộc sở hữu của công ty vận tải biển Nga MG Flot LLC đã khiến quan hệ giữa Mỹ và Nam Phi trở nên căng thẳng.
Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Washington lo ngại về sự hỗ trợ mà các lực lượng vũ trang Nam Phi cung cấp cho Lady A, bao gồm cả việc cho phép nó vào và vận chuyển hàng hóa tại một căn cứ hải quân, trong khi hệ thống nhận dạng tự động của nó bị tắt. MZ Floss đã không trả lời email được gửi đến các địa chỉ được thông báo trực tuyến. Đại sứ quán Nga tại Pretoria và Điện Kremlin cũng không trả lời các yêu cầu bình luận. Không chịu ngồi yên trước động thái trên, Mỹ bắt đầu ồ ạt chuyển một số lượng lớn vũ khí cho Ba Lan và Latvia theo phương trình củng cố sườn phía đông của NATO. Theo Reuters, một số lượng lớn xe tăng và phương tiện quân sự của quân đội Mỹ đã bắt đầu cập cảng Visingen của Hà Lan vào ngày 11 tháng 1, trước khi hướng đến Ba Lan và Latvia như một phần trong nỗ lực tăng cường sức mạnh cho sườn phía đông của NATO. Khoảng 1.250 đơn vị thiết bị quân sự đang cập cảng này, Đại tá Robert Kalam, người phụ trách chiến dịch phía Mỹ cho biết. Các phương tiện bao gồm xe tăng M1 Abrams và xe chiến đấu Bradley từ đội chiến đấu Lữ đoàn 2, Sư đoàn Kỵ binh số 1 ở Fort Hood, Texas. Trước đó, vào tháng 12 năm 2022, Mỹ đã chuyển khoảng 700 xe chiến đấu cho Ba Lan, bao gồm cả xe tăng Abrams. Việc này được thực hiện theo chương trình Atlantic Reserve, chương trình bắt đầu vào năm 2014 nhằm tăng cường sự hiện diện của Mỹ ở châu Âu. Theo chương trình chiến dịch, một số bộ phận của quân đội Mỹ đã điều các đơn vị riêng biệt tới châu Âu để triển khai tại các quốc gia nằm ở sườn phía đông của NATO. Nga đã nhiều lần lưu ý rằng NATO chủ trương đối đầu. Ngoại trưởng Sergei Lavrov trước đó còn gọi hành động của Liên minh Iraq, Libya và Nam Tư cũng là một thảm kịch, nơi quyền sống của người dân bị NATO chà đạp một cách thô bạo và bất hợp pháp nhất. Song song với đó, Hoa Kỳ cũng hợp tác với Nhật Bản trong lĩnh vực an ninh quân sự, trong đó có các hành động cụ thể như là tăng khả năng tên lửa chống hạm hay là đưa thêm thủy quân lục chiến Mỹ đến Nhật. Kế hoạch phòng vệ này được các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Mỹ cùng Nhật Bản công bố sau cuộc gặp hôm 11 tháng 1 tại Washington. Trong tuyên bố chung, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và hai người đồng cấp Nhật Bản Yoshimasa Hayashi và Yasukazu Hamada đều nhấn mạnh việc tăng cường quan hệ đồng minh nhằm đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên và Trung Quốc. Họ gọi mối đe dọa đó là thách thức an ninh lớn nhất trong khu vực Đông Á. Tuyên bố chung nói Trung Quốc cũng là mối đe dọa đối với trật tự quốc tế. Do Trung Quốc có nhiều tiến bộ về vệ tinh, Ngoại trưởng Mỹ nói, Mỹ, Nhật đã tuyên bố rằng nếu việc bị tấn công vào hoặc từ không gian sẽ là sự kích hoạt điều khoản 5 trong thỏa thuận phòng vệ song phương. Điều này quy định một vụ tấn công vào Mỹ hoặc Nhật chính là tấn công cả hai quốc gia này. Các tên lửa chống hạm sẽ được Mỹ đưa đến Nhật Bản trong nỗ lực tăng cường khả năng chống hạm vốn cần thiết nếu xảy ra việc Trung Quốc đánh Đài Loan hoặc có các hành vi thù địch ở Biển Hoa Đông hoặc Biển Đông. Bốn quan chức Mỹ-Nhật đồng ý điều chỉnh sự hiện diện quân sự của Mỹ trên đảo Okinawa. Những thay đổi trong việc dàn quân Mỹ ở Okinawa sẽ chuyển đổi Trung đoàn Thủy quân Lục chiến số 12 thành một đơn vị nhỏ hơn và cơ động hơn là Trung đoàn Duyên hải Thủy quân Lục chiến số 12 để chiến đấu chống quân địch và bảo vệ Mỹ cùng đồng minh trong khu vực. Ngoại trưởng Nhật Hayashi nói Mỹ-Nhật trung tâm nhìn về một liên minh hiện đại nhằm ở thế thắng trong thời đại tranh đua chiến lược mới. Còn Ngoại trưởng Blinken cũng nói rằng Mỹ-Nhật đang cố gắng đào sâu hợp tác ở mọi lĩnh vực gồm không gian, an ninh mạng và các công nghệ mới nổi. Ông khẳng định quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật là cột mốc quan trọng cho hòa bình, ổn định ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, đảm bảo an ninh, tự do và thịnh vượng cho nhân dân cũng như người dân trong toàn khu vực. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những tin tức tiếp theo.